Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh youtube tạp chí Viettimes. Thưa quý vị, năm nay, điểm chuẩn nhiều trường và công lập Hà Nội tăng mạnh khiến cho học sinh trượt vì không lường trước được thực tế. Chính vì vậy mà vài ngày nay thì tình cảnh hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm những mong nộp được hồ sơ cho con vào lớp 10 tại một số trường trung học phổ thông tư thục trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính liên tiếp diễn ra và trước tình hình trên mới đây thì Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội đã ra chỉ đạo nóng yêu cầu các trường trung học phổ thông tuân thủ nghiêm túc các văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 đảm bảo công bằng khách quan và tạo thuận lợi cho học sinh các năm trước Hy hi Hữu mới có trường rơi vào cảnh này nhưng năm nay chuyện phụ huynh áp đảo quây kín cổng từ nửa đêm diễn ra dồn dập. Điều khiến cho cha mẹ học sinh bức xúc là các nhà trường không công bằng trong tuyển sinh. Rất nhiều phụ huynh đến trường nộp hồ sơ cho con sớm hơn giờ công bố của nhà trường nhưng đã không còn cơ hội vì cả trăm người khác đã nhanh chân thức xuyên đêm giữ chỗ. Thậm chí là nhiều người cho biết là số phụ huynh được gọi vào trường không khớp với chỉ tiêu nhà trường còn thiếu. Nghĩa là có thể là có chuyện luôn hồ sơ sơ không qua xếp hàng chia sẻ về tình trạng phụ huynh xếp hàng từ đêm để nộp hồ sơ lớp 10 cho con, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, hầu như năm nào thành phố cũng xảy ra tình trạng này nhưng không diễn ra ở nhiều trường như năm nay. Tình trạng này là do nhu cầu của phụ huynh quá cao, chỉ tiêu nhà trường ít và một phần do hiệu ứng lo lắng. Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay số lượng học sinh không quá đông, các trường xảy ra tình trạng xếp hàng từ nửa đêm là trường tư, trường công lập tự chủ tài chính. Ông khẳng định trường cho học sinh trên địa bàn không thiếu nhưng khi sự căng thẳng bị đẩy lên ở một vài trường nào đó, theo hiệu ứng phụ huynh lo lắng xếp hàng từ nửa đêm ở các trường còn lại để giữ chỗ. Ông Cương nói về ý kiến phụ huynh cho rằng nên tuyển sinh trực tuyến để không diễn ra cảnh xếp hàng thế này. Tôi cho rằng những trường hợp này đều đi đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Thế nhưng khi nhu cầu phụ huynh quá cao lên tới hàng nghìn hồ sơ trong khi chỉ tiêu cho trường chỉ vài ba trăm. Giải bài toán này khiến chúng tôi rất đau đầu, đến hiệu trưởng cũng phải tắt máy điện thoại vì quá áp lực về vấn đề nhiều phụ huynh đang cảm thấy bức xúc một phần do nhà trường không công bằng trong tuyển sinh phụ huynh đến trường nộp hồ sơ cho con sớm hơn giờ công bố của nhà trường nhưng không còn cơ hội do vậy phụ huynh nghi ngờ có chuyện hồ sơ bị luồn vào từ trước giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội nhận định sở duyệt chỉ tiêu cho trường dựa trên cơ sở vật chất và nhiều yếu tố khác về cách thức tuyển sinh giao cho hiệu trưởng toàn quyền quyết định sở giáo dục và đào tạo không thể kiểm soát đến từng chi tiết mặc dù vậy sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng sẽ khẩn trương yêu cầu các trường tuyệt đối không làm trái quy chế tránh mất công bằng trong tuyển sinh và ngay trong chiều ngày 5 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo nóng yêu cầu các trường trung học phổ thông tuân thủ nghiêm túc các văn bản hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp của các cơ quan quản lý đảm bảo công bằng khách quan, tạo thuận lợi cho học sinh. Trong quá trình tuyển sinh, các trường trung học phổ thông chịu trách nhiệm phân công cán bộ tuyển sinh có đủ thẩm quyền trực, kể cả thứ Bảy Chủ nhật, công khai số điện thoại, đường dây tư vấn hỗ trợ tuyển sinh để kịp thời hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc của học sinh phụ huynh. Ngoài ra, trường phải phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối không để phụ huynh học sinh tụ tập ngoài cổng gây mất trật tự an ninh các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập để vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết cho học sinh phụ huynh khi chọn tổ hợp môn lựa chọn và các cụm chuyên đề học tập để hạn chế tối đa việc đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trong 3 năm học. Ngoài ra trường chủ động cử cán bộ ra soát hệ thống máy tính có kết nối mạng internet sẵn sàng phục vụ vụ những học sinh không có điều kiện về thiết bị điện tử, thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến nếu có. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo, hiệu trưởng phải tạo điều kiện để học sinh hủy xác nhận nhập học và trả hồ sơ khi học sinh trúng tuyển, đã nộp hồ sơ vào trường, có nhu cầu thay đổi nguyện vọng trúng tuyển và được rút hồ sơ theo quy định. Các trường công lập không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh kể cả bán hồ sơ cho học sinh. Đối với các trường tư thục, Sở Giáo dục đào tạo yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu của Sở Giáo dục đào tạo giao và theo đúng kế hoạch đã công bố của nhà trường. Văn bản của Sở nêu rõ, thực hiện nghiêm túc quy định công khai mức học phí và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh. Thưa quý vị, để có thể dành một suất cho con vào lớp 10, các trường trung học phổ thông Phan Huy Chú, Tạ Quang Bửu, Hoàng Cầu, phụ huynh Hà Nội đã phải trắng đêm xếp hàng trong tâm trạng phấp phỏng. Tuy nhiên thì điều khiến cho phụ huynh đứng tim hơn cả là điểm chuẩn lớp 10 nhảy múa hơn sản chứng khoán, đang từ đỗ, chỉ sau vài giờ lại thành trượt. Năm nay, điểm chuẩn nhiều trường công lập Hà Nội tăng mạnh khiến cho học sinh trượt vì không lường trước được thực tế. Chính vì vậy mà vài ngày nay, tình cảnh hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm những mong nộp được hồ sơ cho con vào lớp 10 tại một số trường trung học phổ thông tư thục, trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính liên tiếp diễn ra. Từ khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 7 đã có hàng trăm phụ huynh vây kín cổng trường trung học phổ thông Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với mong muốn giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con. Thậm chí không ít phụ huynh đã có mặt từ tối ngày mùng 4 tháng 7, mang theo ghế nhựa và nước uống, xuyên đêm chờ đợi đến giờ nhà trường mở cửa nhận hồ sơ, nhiều gia đình mang theo cả con cái để xếp hàng cùng. Trở về nhà sau ngày dài làm việc vất vả, anh Nguyễn Quang Anh, Hai Bà Trưng Hà Nội đã nghe tin phụ huynh bắt đầu xếp hàng trước cổng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Quang Bửu. Không kịp thay quần áo, anh Quang Anh vội vàng cầm tập hồ sơ dày dặn chạy đến cổng trường ngay trong đêm, nộp cho con với hy vọng con được vào học tại ngôi trường này trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập vừa qua con anh Quang Anh thi đạt 38,75 điểm trượt cả hai nguyện vọng vào trường công lập do vậy gia đình quyết tâm phải giành được suất học cho con vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Quang Bửu chứng kiến cảnh giữa thủ đô phụ huynh phải tranh giành nhau chỗ học cho con nhiều phụ huynh phải thốt lên chưa sang ngày hẹn mà đã chen lấn nhau có cả các con theo bố mẹ chắc các con cũng đang lo lắng nhiều lắm Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu năm nay tuyển sinh theo 3 hình thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Với hình thức xét tuyển thứ ba, trường đương ra mức điểm chuẩn là 38,5 điểm. Tuy nhiên, trường không cho biết cụ thể chỉ tiêu xét tuyển. Theo thông báo đưa ra ngày mùng 2 tháng 7 thì trường nhận hồ sơ từ 8 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 7 và dừng tiếp nhận khi đủ chỉ tiêu. Không chỉ điểm trường Tạ Quang Bửu tại trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu, hàng chục phụ huynh cũng xếp hàng xuyên đêm để chờ giờ nộp hồ sơ cho con. Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu là cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính từ năm 2012. Năm học 2023-2024, trường tuyển sinh 496 chỉ tiêu lớp 10. Tuy nhiên trường không đưa ra điều kiện điểm chuẩn, cũng không thông báo về cách thức xét tuyển. Sau đó nhiều phụ huynh canh sẵn ở cổng để chờ nộp hồ sơ, thậm chí là các phụ huynh truyền tay một cuốn sổ tự phát ghi danh sách theo thứ tự người đến trước để sáng hôm sau làm bằng chứng xếp hàng gửi trường. Nhìn những cảnh tượng này thì một phụ huynh phải thốt lên, khổ quá, quyền được học tập của học sinh mà khổ thế này đây. Chắc các phụ huynh vì lo lắng giống như trường trung học phổ thông Phan Huy Chú Đống Đa, chứ tôi nghĩ trung học phổ thông Hoàng Cầu, thì mọi người không cần xếp hàng sớm như thế này đâu, thương các phụ huynh quá. Chị Ngô Thị Hương, Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, đến xếp hàng từ 5 giờ 30 phút sáng. Bất chấp thời tiết nắng nóng oi ả, chị Hương vẫn xếp hàng với hy vọng con có xuất học. Chị Hương nói, tôi hy vọng nhà trường làm thủ tục nhanh chóng để phụ huynh giảm tải áp lực đỡ mất thời gian đợi chờ. Chị Trịnh Hương Giang ở Hà Nội cho biết, ngay sau khi biết con bị trượt cả ba nguyện vọng lớp 10 công lập, tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển sinh của các trường ngoài công lập tự chủ. Ưu tiên của tôi là những trường ở gần nhà cho con tiện đi lại. Qua tìm hiểu thấy trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giáo viên được đánh giá chất lượng lại gần nhà nên tôi bắt đầu hành trình nộp hồ sơ cho con dù trường chưa công bố mức điểm chuẩn. Rút kinh nghiệm từ việc tuyển sinh của các trường công lập tự chủ tài chính khác tại Hà Nội, chị Hương Giang cũng mang hồ sơ cho con đến xếp hàng ở trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu từ 6 giờ ngày mùng 5 tháng 7. Tuy nhiên đến nơi chị nhận ra ngay mình đã chậm chân vì có hàng trăm người đi từ không giờ vì vậy phụ huynh này phải chờ ở cổng để đợi lượt phát số thứ tự tiếp. Vị phụ huynh nghẹn giọng: "Buổi sáng khi chờ ở cổng nộp hồ sơ, chúng tôi thấy phụ huynh bảo nhau trường công bố mức điểm là 37, tôi yên tâm vì con được 38,25 điểm, thế nhưng khoảng 10 giờ đã thấy điểm chuẩn nhảy lên mức 38 và 10 giờ 30 là 38,5." Tôi rớt tim khi điểm chuẩn lại nhảy múa như sàn chứng khoán, đang từ đỗ chỉ sau vài giờ lại thành trượt. Trước đó ngày 4 tháng 7, tình trạng phụ huynh chen lấn, xếp hàng để danh xuất vào lớp 10 cũng xảy ra tại trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội. Theo thông báo 7 giờ 30 phút tuyển sinh lớp 10, thế nhưng 8 giờ ngày 4 tháng 7, tức là chỉ 30 phút sau mốc thời gian bắt đầu nhận hồ sơ, nhà trường đã thông báo dừng nhận hồ sơ. Theo lý giải của nhà trường, phương án tuyển sinh theo cách lấy điểm từ cao xuống thấp kèm tiêu chí chưa được thực hiện bởi khi lấy điểm từ cao xuống thấp, số trúng tuyển sẽ nhiều em điểm cao. Tuy nhiên, nếu công lập các em đăng ký nguyện vọng 1 hạ điểm chuẩn, nhiều em đã đủ điều kiện vào trường rồi, nhưng thấy đỗ vào trường công lập lại rút hồ sơ. Điều này ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch dạy học, xáo trộn, những chuẩn bị cho năm học mới. Vì vậy, để đảm bảo số lượng đầu vào, nhà trường đành phải thu hồ sơ theo cách thức như hiện tại. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khoảng 33.000 học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học tại trường công lập. Nhiều phụ huynh bật khóc khi cánh cửa vào trường tư thục cũng khép lại với các con khi không thể nộp hồ sơ nhập học. Thưa quý vị, ngoài trường công lập thí sinh và phụ huynh có thể tìm hiểu chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023 của các loại hình trường tư thục và công lập tự chủ tài chính trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề thành phố hà nội cũng đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh có nhu cầu học trung học phổ thông do vậy phụ huynh cần bình tĩnh tìm hiểu và xem xét cân nhắc các loại hình trường phù hợp để nộp hồ sơ cho con đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo